Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calm Adopt nhận được 5 triệu đồng token USD Chatter. Một số thông tin về đồng token này, số tổ công dụng phát hành chỉ có 686.000 thôi. Rất ít nha. Các bạn có thể cố gắng có điều kiện bỏ ra số vốn nhỏ để mua cái đồng token này. Hầu rất có khả năng ít nhiều là tài khoản này. Chủ sở hữu của nó hiện tại mới ra nên chỉ có 692 tài khoản thôi. Và đã phát sinh 1.855 được giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calm.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm tới 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt lấy wallet của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví cho mình. Ký hiệu trader tập phân 18, các bạn nhấp tiếp theo mình nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calm.net. Khi tìm tới bước 2 là cái link Discord này để nhấp vào đây truy cập vào link website chính mình nhận token nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình Discord Adorock. Ở đây thì mình, các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ ra là 0.05 BLB mua cái đồng này nhé. Để chờ cơ hội nhận ít nhiều lần tài khoản thì sao. Bạn Calm các bạn nhấp vào phần này cho mình. Nhấp tiếp theo. Rồi nhấp cái lỗi. Ký ra là 0.00553 BLB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calm.net để cập nhật những dự án miễn phí thưởng thức phần mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% chi phí giao dịch trọn đời. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Calm nhận được 5 đồng token USD Shadow. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.